Xin chào mọi người đã đến với Điện Máy Vũ Khang Trong video này mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng máy rửa bát của bốt series 4 Model đó là SMS4 EVI14E Thì đây là một dòng máy rửa bát rửa được 12 bộ tiêu chuẩn của châu Âu nhé Dòng máy rửa bát SMS4 EVI14E có số lượng bộ bát đĩa là 13 bộ theo tiêu chuẩn của châu Âu. Đặc tính của sản phẩm là máy gồm có 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt. Máy gồm 6 chương trình rửa và 3 chương trình tăng cường, đó là rửa tăng tốc, rửa nửa tải và xoáy hiệu quả. Hai chương trình đặc biệt đó gồm là Home Connect và chương trình vệ sinh máy. Chương trình Home Connect là việc mình kết nối điện thoại và máy rửa bát vào smartphone để mình uh, giúp mình điều khiển và nhận biết được uh, thông tin của tính năng máy uh, mọi lúc mọi nơi dễ dàng hơn. Dòng máy uh, series 4 này thì uh, được sản xuất tại uh, Ba Lan và sử dụng công nghệ xoáy auto Đó đó là sấy uh, tự động hé cửa ở mọi chương trình rửa. Máy rửa bát với bộ trao đổi nhiệt uh, sẽ chăm sóc đồ thủy tinh và sành sứ rất là tốt. Kích thước của máy là chiều cao 84,5 nhân với cả 60 x 60 cm. Mức độ uh, tiêu thụ uh, điện và nước trên một lần rửa đó là 0,8 số và 9,5 lít nước một lần rửa. Có chế độ khóa an toàn trẻ em và chế độ Aqua Stop đảm bảo 100% vấn đề dò rỉ nước. Sau đây chúng ta cùng điện máy Vũ Khang uh, đi vào uh, sử dụng cái chiếc uh, máy rửa bát SMS4 EVI 14E này nhá. Thì uh, đây là cái bảng điều khiển của nó. Và đây là các uh, nút bấm cơ nhá. Và đây là cái nút nguồn của nó này. Mọi người có thể bật tắt đơn giản này. Đó thì uh, mặc định uh, lúc đầu máy rửa bát nó hiện lên thì đây là chế độ eco tiết kiệm điện. Thì màn hình hiển thị LED bây giờ nó đang hiển thị là 5 giờ và không 05 phút thì là sẽ kết thúc chương trình rửa này và đây là cái biểu tượng là thiếu nước muối này và đây là thiếu nước bóng này và đây là chế độ rửa auto nhiệt độ lên đến 45 và 65 độ thì là thời gian là 2 giờ 20 phút và đây là chế độ rửa chuyên sâu về xong nồi thì cũng là 2 giờ 20 phút đây là chế độ rửa một tiếng thì nhiệt độ lên đến 65 độ C đây là chế độ rửa rửa yên rửa yên tĩnh nhé thì thời gian lên đến 4 giờ và đây là chế độ rửa yêu thích và cũng là chế độ tráng luôn tráng luôn của máy nhá đó là 0 giờ 15 phút bên này là thì cũng là đây là cái biểu tượng hẹn giờ nhé khi các bạn bấm thì là thời gian hẹn giờ của nó là tính theo từng tiếng một đây là 4 tiếng 5 tiếng này và nó chỉ có tăng chứ nó không có giảm hẹn giờ lên đến 24 tiếng đó bây giờ chúng ta tiếp theo là cái phím này là khi mà mọi người kết nối giữa điện thoại và máy rửa bát thì các bạn phải bật cái phím này lên nhé thì khi cái phím này sáng thì mình mới kết nối được giữa điện thoại và máy rửa bát và đây là cái chế độ hé cửa nếu mà các bạn cái chế độ hé cửa thì các bạn muốn sử dụng hé cửa ấy thì phải bật như thế này thì sau khi kết thúc chương trình rửa xong thì cửa của máy nó sẽ tự động nó hé ra một khoảng tầm 10 cm như thế này để làm để làm khô bát đũa nhanh hơn ở trong bên này và đây là chế độ rửa 1 phần hai tải có nghĩa là khi mọi người úp khi mọi người sử dụng ấy mà nó có ít bát đũa quá thì các bạn có thể bấm bập chế độ 1 phần hai tải này để giảm cái công suất của máy đi để tiết kiệm điện và tiết kiệm nước cho chiếc máy này và thứ ba là Thêm nữa là đây là chế độ Speed Perfect cộng này là có nghĩa là tăng thời gian giảm giảm thời gian rửa đi. Ví dụ như đây là đang là hai giờ hai phút thì các bạn bập vào đây thì nó sẽ tự động nó tính xuống là còn có một tiếng 52 phút. Thì đây là chế độ tăng tốc tăng tốc khi rửa và cái machine care này là chế độ vệ sinh lồng giặt à, vệ vệ sinh máy rửa bát nhé. Đây là chế độ, và khi mọi người mọi người có thể nhìn thấy đây là có cái biểu tượng khóa này, thì các bạn à, giữ một lúc lâu thì nó sẽ là tự động khóa trẻ em nhé. đó, như thế này cái biểu tượng khóa nó xuất hiện rồi thì không thể nào mình bấm được cái phím gì nữa, ngoại trừ nút tắt thôi. thì và bây giờ mình muốn điều khiển được thì các bạn cũng phải giữ vào cái biểu tượng à, vệ sinh lồng giặt này. 3 giây, thì là nó sẽ mất được cái biểu tượng khóa và lúc này mình lại bấm được như bình thường. Và sau khi các bạn chọn được chương trình rửa và cài đặt thực thời gian Thì các bạn bấm start này là máy sẽ tự động chạy Đây là video điện máy Vũ Khang giới thiệu mọi người một dòng máy rửa bát của bốt 13 bộ series đó là SMS4 EVI14E Bản này là sản xuất tại Ba Lan Mọi người có nhu cầu mua hàng hoặc là cần tư vấn về dòng máy rửa bát vui lòng liên hệ đến số hotline của điện máy vũ khang đó là 0972846789 hoặc 0585538888 nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo xin chào